Vâng, xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với những video trên kênh YouTube của Đồ Gỗ Kinh Bắc. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2022. Và trong video clip mới nhất ngày hôm nay thì đơn vị chúng tôi xin trân trọng được giới thiệu đến quý vị về một bộ sản phẩm bàn ghế Trường Kỷ Bắc Bộ đục tích tứ quý. Và đây là một trong những sản phẩm hàng truyền thống đem đậm lối cổ như quý vị. Và chúng tôi hoàn thiện cho một vị khách đến từ quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và trước kia thì chúng tôi cũng có sản xuất rất là nhiều các sản phẩm Trường Kỷ Bắc Bộ đục tích tứ quý hay là những cái sản phẩm Trường Kỷ Bắc Bộ đục tích tam quốc diễn nghĩa. Thì trong clip mới nhất ngày hôm nay thì chúng tôi đã chính thức là hoàn thiện xong về phần sơn về một bộ sản phẩm Trường Kỷ Bắc Bộ đục tích tứ quý, và chúng tôi hoàn thiện cho một vị khách đến từ quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và bộ sản phẩm thì được làm với chất liệu là gỗ gụ như quý vị, và chúng tôi làm bao gồm là 3 món, trong đó là có 2 văng dài và một chiếc bàn. Thì sản phẩm này thì chúng tôi làm theo kích thước là hàng tầm trung đó, và với chiếc đoạn dài thì chúng tôi làm chiều dài phủ bì là 1m97, cao là 87 và sâu là 57 phân. Chiều dài là 1m97 và chiều cao từ đất lên phần vai thì chúng tôi làm là cao 87 và sâu là 57 phân. Và toàn bộ phần lô tựa thì chúng tôi đục tứ quý, tùng cúc trúc mai, và xen kẽ đó là một tích, đó là sen cò. Và toàn bộ phần vách tựa thì chúng tôi làm dày là 3 phân quý vị. Và có thể nói đây là một trong những sản phẩm hàng truyền thống đem đậm lối cổ, và chúng tôi đã đưa ra một cái mẫu đục cũng như là có kỹ thuật đục chạm và khả năng hoàn thiện rất là kỹ. Và trên màn ảnh quý vị đang theo dõi là chúng tôi hoàn thiện màu sơn theo màu cánh gián đậm theo một yêu cầu của khách hàng đến từ quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Và ngoài ra thì chúng tôi có những cái sản phẩm mà hoàn thiện trên cái công nghệ truyền thống, đó là đánh vách ly. Đó, thì quý vị mà có nhu cầu muốn sở hữu hay là muốn đặt mua những cái bộ sản phẩm Trường Kỷ Bắc Bộ được làm với một chuyên môn và có một cái mức độ hoàn thiện rất là kỹ thì cũng có thể liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với đơn vị của Đồ Gỗ Kinh Bắc theo số hotline đó là 0868 82 80, và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và toàn bộ phần mặt thì chúng tôi làm là mặt tràn nguyên một tấm nha quý vị. Đó, phần mặt là chúng tôi làm tràn nguyên một tấm, dày là 2/1 và chúng tôi là soi 3 chỉ nha quý vị. Nó rất là dày. Và với chất liệu gỗ gụ là một trong những sản phẩm đem lại về cái chất lượng hàng rất là cao. Đó, chất liệu gỗ gụ là một trong những cái dòng gỗ quý thuộc nhóm 1A và có độ bền, cũng như là về cái tỷ lệ mà lứt xé thì rất là hiếm, nó rất là ít. Và cái sản phẩm này thì chúng tôi làm là chất liệu gỗ gụ mật như quý vị, nó gụ rất là lặng. Và phần lô tựa thì chúng tôi đục cả hai mặt, nó đục cả hai mặt. Và khi quý vị mà kê cái sản phẩm ở giữa nhà thì cũng rất là đẹp cả hai bên, nó đẹp cả hai mặt. Và phần vai thì chúng tôi làm vai được soi rất là cong đấy ạ, đó, phần vai được làm rất là cong và được làm liền nguyên một khối, đó. Và cái lớp sơn thì quý vị có thể chiêm ngưỡng được cái sản phẩm của đơn vị chúng tôi thì có một cái mức độ và có một cái tỷ lệ sơn nó rất là đều và cực kỳ là mịn nha quý vị, nó sờ rất là mịn đấy ạ. Và cái bản trương thì chúng tôi làm là trương rộng 12 phân. Đó, phần trương đấy ạ. Rộng 12 và độ dày là 9 phân. Rộng 12, dày là 9 phân và chúng tôi soi bo cực kỳ là cong đấy ạ. Nó rất là cong và chúng tôi hoàn thiện rất là kỹ nha quý vị, nó rất là kỹ đấy ạ. Và với chất liệu phủ bóng thì tại thời điểm hiện tại thì chất liệu sơn O7 là một trong những dòng sơn cao cấp nhất và có cái độ bền màu và tỷ lệ chống xước rất là cao. Vì vậy là chúng tôi đã hoàn thiện với công nghệ là phủ sơn BU với chất liệu sơn là O7 như quý vị. Nó toàn bộ phần lô tựa đây ạ, chúng tôi đục tích tứ quý, tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa thịnh vượng. Và trên màn ảnh anh chị đang theo dõi là tích mai điểu, nó tích mai điểu đây ạ. Bên cạnh đó là tích sen cò, trúc trích. Đó, đều được chúng tôi làm và ra một cái mẫu đục cũng như là có kỹ thuật đục chạm và khả năng hoàn thiện rất là kỹ. Và phần mặt thì toàn bộ là chúng tôi làm là mặt tràn nguyên một tấm. Đó, mặt tràn nguyên một tấm, dày là 2/1, rất là dày như quý vị. Và với những sản phẩm hàng được ở phân khúc tầm trung thì cái phần chân ghế thì chúng tôi làm là chân 9 chỉ. Đó, chân 9 chỉ. Và yếm thì chúng tôi đục hình ảnh là ngũ phúc kim tiền. Ngũ phúc kim tiền, đó, đem lại sự may mắn, tiền tài về cho gia chủ. Đó, toàn bộ phần yếm là chúng tôi làm dày là 3 phân quý vị. Yếm dày 3 phân. Đó, mặt tràn nguyên một tấm, dày là 2/1 và chúng tôi soi 3 chỉ đấy ạ. Và cái phần tay ghế cũng như vậy,
thì chúng tôi làm đặc, nó làm đặc với cái bản rộng là 12, đó, bản rộng là 12 và dày là 9 phân. Và với những cái bộ sản phẩm trường kỷ thì khi quý vị sử dụng thì yên tâm, nó rất là yên tâm về chất lượng và cái độ bền cũng rất là cao nha quý vị. Nó được làm hoàn toàn theo lối cổ và có cách tân. Đó, chúng tôi đã cách tân và đã cách điệu, vì vậy là cái sản phẩm nó trở lên rất là đẹp đấy ạ. Và chiếc bàn thì chúng tôi làm với kích thước rộng là 56, dài là 1m27 nha quý vị. Rộng là 56, dài là 1m27 và mặt 3 cấp. Và bên dưới cùng thì chúng tôi làm là một giá đỡ và bên trên là một đợt gỗ. Và phần khuôn tranh thì chúng tôi làm là khuôn tranh là dày 5 phân. Đó, khuôn tranh dày 5 phân đấy ạ. Và cũng kèm theo đó là to bằng phần chân, nó rất là dày. Và riêng chiếc bàn này cũng rất là nặng nha quý vị, rất là nặng. Và phần yếm thì chúng tôi làm toàn bộ yếm là dày là 3 phân. Đó, yếm dày 3 phân. Rất là dày. Và phần ván mặt thì chúng tôi làm là đương liên là mặt liền, nó đương nhiên là mặt liền và có độ dày là 2 phân. Rất là dày đấy ạ. Và bộ sản phẩm trường kỷ Bắc Bộ ngày hôm nay thì chúng tôi làm theo phân khúc là hàng tầm trung, bao gồm là hai trường và một bàn. Thì với trường kỷ thì chúng tôi làm với chiều dài là 1m97, cao từ đất lên đỉnh là cao là 87 phân và chiều sâu là 57. Đó, toàn bộ là mặt thì chúng tôi làm là mặt tràn nguyên một tấm, dày là 2 phân 1, vách tựa là dày 3 phân, đục hai mặt. Và phần trương thì chúng tôi làm là trương liền như quý vị, phần trương liền đấy ạ. Và tay thì chúng tôi cũng làm là tay đặc. Đó, thì bộ sản phẩm ngày hôm nay thì chúng tôi sản xuất trên chất liệu gỗ cụ, thì chúng tôi đang bán cho một vị khách đến từ quận Long Biên, thành phố Hà Nội với mức giá là 36 triệu đồng. Thì quý vị mà có nhu cầu hoặc là muốn đặt mua cái sản phẩm tương tự thì cũng có thể liên hệ hoặc là kết nối trực tiếp qua Zalo với đơn vị của đồ gỗ Kinh Bắc theo số hotline, đó là 0868 82 400. Và địa chỉ của cơ sở thì ngụ tại thôn Châu Phong, xã Linh Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và video clip ngày hôm nay thì đơn vị chúng tôi cũng xin phép là được khép lại tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong những video clip lần sau. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.